Đối với tao không có vụ mà ông ăn trả bạn em. Nếu mà mày tệ với tao thì tao bỏ. Hà cớ gì phải biến mình ngang hàng phải lưới với một thằng tồi y vậy mà làm. Giờ đây chẳng hạn ấm áp em bên ai trong đêm sắc hoa chắc không còn nhớ một người trong một chi khiêm nói từng lời bên anh vui như ta chỉ là bạn anh hiểu rồi nhưng thật lòng ai hết tin nhớ em. Ai đó cứ nói rằng là cái chuyện mây bay cùng tầng đúng không? Lâm quan điểm khác lắm, bởi vì bản chất mình là một người mạnh mà. Lâm cho rằng mình mạnh, mạnh là không phải là lúc nào cũng mạnh mẽ như thế đó. Mạnh ấy có nghĩa là mình chấp nhận được chính con người thật của mình, là có lúc này lúc kia, lúc yếu lúc ốm, lúc xấu lúc tốt, đúng không? Lúc thế này lúc thế khác, mình chấp nhận. Thì cái sự chấp nhận nó làm cho bản lĩnh của mình mạnh lên và mình cảm thấy vẫn hạnh phúc bình thường, không sao cả. Rồi thời gian sẽ trả lời, rồi câu chuyện nó sẽ được viết lên. Câu chuyện nếu nó không đủ hay nữa nó sẽ kết thúc, đúng không? Lâm không có tư duy đó. Mây bay tầng nào cũng được, gió tầng nào gặp cũng được. Mình là mây thì mình cứ bay, mình là gió thì mình cũng bay. Không có ngại cái chuyện là phân tầng hay chia rẽ hay tầng lớp này nọ kia. Lâm không có nghĩ đến bất kỳ những cái thuộc cái kiểu như là phán xét như vậy. Không có phán xét ai là thấp ai là cao với mình ấy. Một vị vua có thể ngồi nói chuyện với các quần thần tướng sĩ, nhưng cũng có thể vén mông ngồi lề đường buôn chuyện với một kẻ ăn mày. Một vị vua chân chính. Có thể các bạn nhìn Lâm thì chị này có thể sang, chị này có thể đẹp, chị này có thể tốt. Nhưng tôi có những người bạn thật sự là tôi trân trọng họ, họ chẳng có gì trong tay cả. Nhưng mà tôi cứ bên cạnh họ vậy thôi, cho đến khi tôi nhìn thấy cái sự phát triển của họ, tôi học được từ họ nhiều. Đó là cái chuyện là tại sao tôi là mây, tôi bay nhiều tầng như thế. Tại sao không ở một tầng nữa thì bạn sẽ tự giới hạn cái sự trải nghiệm của bản thân nhé. Bạn hoàn toàn có thể vĩ đại hơn, bạn hoàn toàn là cả bầu trời được, chứ bạn không nhất thiết là phải phân tầng như vậy. Chị ơi, người đàn ông nghèo nghèo thì sao? Nghèo cũng có câu chuyện mà nha. Bộ não không có được dùng để suy nghĩ. Ai mà còn tiếp tục tư duy và suy nghĩ bằng bộ não thì các bạn sẽ còn tiếp tục bị nó đánh lừa. Nhưng có những cái nỗi sợ nó vô hình, nhiều lắm, nhiều nỗi sợ. Sợ là đúng, nhưng mà nếu mà mình không có những cái kiến thức hoặc là phương pháp mà để control nó thì nó sẽ trở thành cái overthinking. Anh nghĩ vậy nè, mình hay bị hiểu lầm một chỗ là mình cứ nghĩ là suy nghĩ là phải dùng bộ não, nhưng không, suy nghĩ là phải dùng cái tai và con mắt. Tại vì nếu như mình tiếp tục tư duy bằng bộ não, nghĩa là tất cả mọi thứ mình đều nhớ và đều tưởng tượng á, thì khi cái dây chuyền tư duy nó càng ngày càng rộng ra, bộ não mình không có lót được hết và nó sẽ dễ để chúng ta bị bỏ sót. Cho nên cái phương pháp tư duy mà anh thấy nó hiệu quả nhất đó là không tư duy bằng não mà tư duy bằng con mắt, đó là viết ra hết. Giống như là có nhiều khi anh lo là làm công việc này nhiều rủi ro lắm, nhưng mà anh đã tự thách thức mình rằng là tiếng mày thử mày ngồi mày liệt kê ra coi những rủi ro đó là cái gì. Thì đúng là khi anh gạch đầu dòng rủi ro ra thì nó chỉ có 3-4 cái rủi ro, so với những cái thuận lợi thì có cả chục cái. Vậy thì overthinking nó là cái việc là bởi vì mình luôn luôn suy nghĩ bằng bộ não, nó làm cho mình không hình dung được chính xác cái bối cảnh chung nhất, toàn diện nhất của cái vấn đề, cho nên mình mới bị overthinking, là mình nghĩ sai về cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Và kể cả khi mà anh có chuyện buồn, down mood này nọ, anh cũng ứng dụng phương pháp đó. Tiến ơi, mày buồn cái gì? Mày ghi ra đi. Không ghi ra được bao nhiêu dòng hết á. Nhưng mà mình cứ ngồi đó mình gặm nhắm nó và tự mình dày vò mình thì mình tưởng là cái nỗi buồn đó nó lớn lao lắm. Vậy thì cái cách anh chỉ để mà em không có bị overthinking đó là hãy think nó thật là clearly bằng cái con mắt của mình. Yêu nhau không khó, nhưng mà yêu nhau bao lâu, đi với nhau bao xa, đó mới là điều nỗ lực phấn đấu cả đời đấy con ạ. Em quyết định chia tay IPO vì không có gì trong tay. Anh thì thấy là thực ra con gái người ta không cần là khi yêu em là đã có những cái gì rồi, mà người ta muốn nhìn là em có ý chí quyết tâm hay không. Em kiểu có là một người đàn ông sẵn sàng lo cho tương lai của nó hay không, và có đảm bảo được cái vấn đề kinh tế sau này hay không, chứ nó không cần cái việc là bây giờ em đã có những gì. Ngày xưa khi mà anh quen vợ anh hay là bắt đầu yêu với cả quyết định là đi đến hôn nhân ấy, lúc anh chưa có gì cả. Thực sự với em là như thế. Việc làm thì cũng gọi là cũng ổn định một tí, nhưng mà lương nó không phải là cao, hồi đấy lương có đâu 4-5 triệu một tháng à. Nhưng mà vợ anh vẫn quyết định lấy anh, tại vì lúc ấy vợ anh cũng chưa làm được cái gì cả, cũng chưa đi làm đâu cả.
Tại vì lúc đấy vợ anh nhìn thấy là anh có cố gắng, với cả là anh là một trong những người cũng kiểu như là chịu khó tìm tòi kiếm cái này kiếm cái kia, thời gian rảnh còn bao nhiêu thì bắt đầu đầu tư vào làm này làm nọ, thì vợ anh nhìn thấy ok thì vợ anh lấy, thế thôi. Mình có làm 1000 việc tốt đi chăng nữa, mình lỡ có một câu nói lỡ, nói lầm, nói sai, người ta chỉ nhớ cái câu đó thôi. Mình có giúp người khác bao nhiêu lần, mình có mang tới bao nhiêu giá trị tử tế gì đi chăng nữa, chỉ một lần mình làm phật lòng người ta, dù là vô ý, người ta chỉ nhớ mỗi cái phật lòng đó và họ sẽ ghi mãi trong lòng. Cho mình biết là phàm phu nó là như vậy đó. Cho nên mình biết như vậy để mình không có quá chấp, không có quá buồn là sao con sống tử tế với người ta mà người ta đối xử với con như vậy. Có một thứ của phụ nữ mà đàn ông cực kỳ sợ, đó chính là sự im lặng. Phụ nữ theo bản năng đã luôn có nhu cầu được nói, được chia sẻ cảm xúc, đặc biệt là khi gặp phải những điều mà họ không vừa ý. Là một người đàn ông, có phải đã có lúc bạn cảm thấy rất phiền phức, căng thẳng, thậm chí là chán ghét khi phải liên tục nghe những lời phàn nàn, lau bầu của một người phụ nữ bên cạnh mình? Nhưng thử nghĩ xem, nếu một ngày người phụ nữ có thể thao thao bất tuyệt đó bỗng trở nên thờ ơ, im lặng, anh đi cũng được mà ở cũng chẳng sao, thì bạn có thấy thoải mái không? Sự im lặng của phụ nữ không phải là để trừng phạt đàn ông, càng không phải là vì hoàn toàn chấp nhận, mà đơn thuần là họ đã đủ đau, đủ thất vọng, họ không còn muốn la hét hay làm lớn chuyện nữa. Và đương nhiên là khi đó bạn ở trong mắt họ chỉ là một con muỗi. Còn các chị em phụ nữ à, nếu những xung đột trong mối quan hệ của bạn liên tục nổ ra và không được giải quyết triệt để, hãy học cách im lặng một chút để bình tâm đối mặt, cũng là thứ vũ khí sẽ bảo vệ chính mình. Im lặng để biết mình là ai, mình muốn gì và ai quan tâm đến mình. Im lặng để biết được sự tồn tại của bạn trong mắt người ta có còn quan trọng hay không. Người thương bạn, sự im lặng của bạn chính là lời nhắc nhở hiện hữu nhất để anh ta phải nhìn lại chính bản thân mình. Và ngược lại, người không thương bạn thì chính bạn cũng có đáp án rồi đấy. Có mệt không em, khi tự mình gồng gánh bao chuyện trên đời? Có vất vả không, khi phải cố gắng làm việc đêm ngày? Bởi em hiểu, ngoài chính em thì có ai đâu để em dựa vào. Bản thân em thừa thông minh để hiểu rằng mình không sinh ra ở vạch đích, nên phải chạy thật nhanh mới có thể tồn tại ở cái thế kỷ mà người ta chỉ quan tâm về tiền bạc, về thu nhập. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào thì em cũng là con gái mà. Có giây phút tủi thân, bất lực, trực trào rơi nước mắt, rồi lại tự an ủi bản thân cố lên thôi ơi. Cuộc đời này đúng là sẽ không vì em là con gái mà đối xử nhẹ nhàng với em. Có đôi khi em nghĩ hay thôi, buông tất cả mà về với mẹ, nằm trong vòng tay mẹ mà khóc thật to rằng mẹ ơi, con gái mẹ không cố gắng mạnh mẽ được nữa rồi. Bao áp lực công việc, tiền bạc, tình cảm cứ như thế mà ập đến cuộc sống con. Nhưng sợ mẹ lo, mẹ khóc nên là chẳng đủ can đảm. Thôi, phải cố gắng để sau này người ta không vì con có thu nhập thấp mà đối xử tệ với mẹ, rồi tất cả sẽ bình yên thôi. Đời người tưởng chừng giản đơn, nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảnh mà bản thân không thể kiểm soát được. Cuộc sống tưởng chừng dễ dàng lại khiến cho người ta không thể làm theo ý mình. Ai trong lòng mà không có những câu chuyện, chỉ là học cách kiểm soát nó mà thôi.